ngày thường đi học và giải cứu thế giới vào cuối tuần. Cùng theo dõi cuộc sống của các siêu anh hùng ở trường nha. Tốt lắm, ai là người tiếp theo? Nhắm mắt cũng làm được. Ồ, không phải em, người sói. Đúng là phân biệt đối xử. Hết, tới lượt em. Em sẽ cho thầy thấy cách làm đúng. Trong lớp thể dục, ai cũng muốn thể hiện siêu năng lực của mình. Này, nhẹ tay thôi, em làm vỡ trần nhà rồi. Có người đang rơi, để em đỡ. Hát chị, cậu cứu tớ sao, anh hùng của tớ? Dù thi chấp có nhanh cỡ nào thì cậu vẫn có thể trễ học. Ôi không, còn 5 phút nữa trước khi nhận tiết. Ô, tớ lại quên thay đồ rồi. Xong. Tớ thấy hơi đói. Vẫn còn 3 phút. Phải chạy và kiếm gì đó ăn sáng thôi. Hầm nóng đồ ăn gì mà lâu dữ vậy? Yeah. Ôi mẹ ơi, nóng quá. Đến lúc chạy đến lớp rồi. Chào buổi sáng, mọi người đâu rồi? Em đến trễ hả? Chà, hôm nay là thứ bảy, làm gì có lớp học. Hôm nay xui ghê. Chào buổi sáng cả lớp. Chủ đề học của chúng ta là triển khai biểu thức đại số cơ bản. Ô, chú Bàn Phước. Phiêu, xin lỗi, bệnh cảm trái đất. Dạ, bọn em hiểu mà, đừng lo. Hành tinh của thầy không có mấy thứ này. Hết chị. Gì vậy, động đất hả? Không, là lốc xoáy. Kể cả thầy cô cũng không thể không bệnh. Nhưng nếu thầy cậu là siêu nhân thì cậu còn gặp nguy hơn cả bệnh cảm. Chúng ta nên đưa thầy một chiếc khăn tay. Xin lỗi, thầy không kìm được. Không nhanh vậy đâu. Tốt lắm, cậu đã cứu cả lớp đó. Hy vọng các em chuẩn bị cho bài kiểm tra. Ít nhất, các siêu anh hùng cũng đã chuẩn bị để gian lận. Chúng nghĩ chúng khôn hơn mình sao? Để rồi xem. Cô đi rồi, tuyệt. Ồ, chào. Chào mọi người, có ai có phao không? Giúp tớ với. Chắc rồi, đây. Đây, tớ cũng có một ít. Dị nhân da xanh. Bắt được rồi. Ups. Xem ra hôm nay cả lớp đều được điểm F. Chào buổi chiều, xin lỗi em đến trễ, em phải giải cứu hành tinh. Các giáo viên siêu anh hùng cũng có lợi thế riêng. Chào mọi người, thầy là giáo viên mới. Ồ, phải chỉnh thẳng lại bức tranh đã. Và tự nhiên thầy có sẵn chiếc búa. Nhẹ thôi thầy. Chà, giờ nó thẳng rồi. Thầy bị làm sao vậy? Thầy hơi kỳ lạ ha. Ồ, hạt dẻ. Gỡ không ra. Chà, không sao. Chắc chiếc búa sẽ giúp được. Sức mạnh của sấm. Ôi không. Vai trò kỳ quặc có thể làm các học sinh khác xem thường. Thầy điên rồi hả? Máu ra khỏi đây trước khi ông ta phá hủy hết cả lớp. Nè, các em đi đâu vậy? Và ta thì chưa xong chuyện với người đâu. Hôm nay các em sẽ kiểm tra hóa. Nhưng thầy đâu có dặn, bọn em chưa học gì hết mà. Lúc nào cũng phải học bài chứ. Sao mà được, thật là bất công. Thầy hết cách. Các cậu bình tĩnh, tớ
Tớ sẽ giải quyết vấn đề này ngay. Đây, nhìn nè. Mừng là các em đã bình tĩnh lại. Mà khoan, hả? Thầy đang biến mất sao? Mà cần gì phải lo, thầy có thể tái sinh và mọi thứ lại trở về như cũ. Không dễ gì loại bỏ được thầy đâu. Gọi ai đây? Em bé. Em hả? Phù thủy Strange. Ồ, em hả? Được thôi. Lincoln đã nói trong bài phát biểu tranh cử. Tớ chưa đọc qua cái này. Ơ, à, tớ có ý này. Phù thủy Strange định làm gì vậy? Cậu ta không trả lời sao? Vậy thì cho điểm F. Xin lỗi vì chậm trễ. Em đây, sẵn sàng trả lời câu hỏi. Muốn rồi, cô đã cho em điểm F. Làm ơn cho em một cơ hội. Bài diễn văn này cần được lưu ý. Nó đã đi vào lịch sử đất nước như một bài phát biểu vĩ đại nhất. Lincoln đã đề cập mọi vấn đề quan trọng thời đó. Tốt lắm, phù thủy Strange. Cô đã đổi thành điểm A. Em trả lời rất truyền cảm. Cứ như em đã trực tiếp nghe bài diễn văn của Tổng thống vậy. Em đã cố gắng. Đây gọi là quan tâm đến lịch sử. Hả? Em đã du hành về quá khứ và nghe bài diễn văn. Em có biết hậu quả sẽ ra sao không hả? Lần sau sẽ tuyệt vời hơn nếu phù thủy Strange thực sự đọc sách thay vì ỷ lại vào sức mạnh. 5 phút nữa hết giờ làm bài. Tớ phải có bài mà không để thầy ấy thấy. Các siêu anh hùng cũng dùng phao, nhưng trong lớp thầy siêu nhân khó tính, không phải ai cũng dám dùng. Em thực sự nghĩ rằng nếu em ngồi cuối lớp thầy sẽ không để ý thế gì hết sao? Thầy nói em hả? Đưa cho thầy thứ em cầm. Ý thầy là sao? Em có cầm gì đâu. Thôi nào, đứng dậy. Xòe tay ra. Tay này nữa. Há miệng ra. Không lừa được thầy đâu. Biết ngay mà. Em bị điểm F vì gian lận. Em sẽ lên văn phòng hiệu trưởng. Sao thầy ấy biết được vậy? Thật không công bằng. Sao giáo viên cũng có siêu năng lực chứ? Tối nay, tớ sẽ gặp ông bịt mắt. Áo! Ô, người nhện! Bắt lấy! Hả? Ôi không! Bỗng dính vào tay rồi. Gỡ không ra được. Tớ nghĩ người nhện tịch thu bóng của cậu rồi. Đúng vậy, không phải ngày nào cũng được thấy đâu. Chuyện cho tớ. Úi, ít ra phải hết dính rồi. Cậu phá hỏng bóng của tớ rồi. Đừng khóc. Nhìn nè, lại như mới rồi. Ô, được rồi, tớ bình tĩnh rồi. Chà, vấn đề đã được giải quyết. Sao ba chúng ta không cùng chơi nhỉ? Ôi không, tớ chơi đủ rồi. Tùy cậu thôi. Các siêu anh hùng cũng đồng cảm. Nhưng nếu là mối tình tay ba thì sẽ có rắc rối đó. Không, cậu ta đang thả thính tớ. Không đời nào. Chào cậu, mèo con. Chào. Chào. Thấy chưa? Tớ không bằng cậu ta hả? Không cho cậu thời tiết đẹp nữa, nàng mèo. Để xem mấy anh chàng còn thích cậu không. Trời mưa hả? Ừ, mình ướt hết rồi. Là tại cậu ta. Yêu, tôi thấy cô nàng hết xinh rồi. Nếu cậu định đấu với nàng bão tố thì hãy nhớ mang theo dù đi cùng nha. Đáng đời cậu. Chào thần sấm. Mấy siêu anh hùng bão và sấm này hợp nhau thật. Nàng mèo tội nghiệp. Cậu cũng điều khiển được sấm hả? Tuyệt vời. Tớ có thể làm tốt hơn nữa. Bạn có muốn học cùng trường với các siêu anh hùng không? Cùng bình luận bên dưới video nha. Bạn thích video này chứ? Hãy nhấn thích, đăng ký kênh bọn mình và đừng quên bật thông báo nha. Hẹn gặp lại.